Và một lần nữa thì Long cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả đã ủng hộ cho Long và cũng đã cố gắng xem hết những cái video clip của Long cũng như là những điều tâm sự của Long, mặc dù là nói không có được hay cho lắm. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn rất nhiều. Sao bước đi vội vàng, rằng ai rồi?